假币的那个。tiếp chỗ nào muốn tôi thử em ra đấy em nhờ nhân viên ở đấy đi mỗi lần gói lửa cân chị ạ. Năm này là người ta kiểm tra đâu, có cả đoàn làm phim về người ta quay là không. Cái này giá gì thế này đó? Con này về trong ngoài. Và ngay từ khi thành lập hệ thống siêu thị Dabaco, hàng năm có những cái chương trình tri ân và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt năm 2013 được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái nguồn vốn tham gia bình ổn giá. Hệ thống ngay từ tháng 11, hệ thống siêu thị Dabaco đã có những cái ký kết với các nhà cung ứng về cái mặt hàng tham gia bình ổn rẻ hơn thị trường đến 5 đến 10%. Có những mặt hàng rẻ hơn thị trường đến 20% và chúng tôi sẽ triển khai cái giá bình ổn này đến hết quý 1 2013. Về những sản phẩm thì chúng tôi và hệ thống siêu thị xin cam kết tất cả các sản phẩm bán buôn bán trong hệ thống siêu thị Dabaco đều như là những cái sản phẩm đủ điều kiện như vệ sinh an toàn thực phẩm và được ký kết chặt chẽ giữa hệ thống siêu thị và các nhà cung ứng cũng như là các cái nhà sản xuất. Những cái mặt hàng bình ổn giá này thì nó lại là thấp hơn so với ở bên ngoài. Nhưng mà tôi thì thường là hay mua ở trong siêu thị. Bởi vì tôi cứ nghĩ là trong siêu thị thì hàng hóa nó chuẩn hơn so với lại bên ngoài. Nên mình không lo cái hiện tượng là hàng giả, hàng nhái. Em vẫn thỉnh thoảng mới đi siêu thị ạ. Nhưng mà thấy giá ở đây thì thế nào? Giá đây thì thấp hơn so với ngoài thị trường ạ. Chất lượng em nghĩ có lẽ hơn ạ.